Không chọn Mỹ Tâm mà chọn Mỹ Chính. Và mọi người đến đây rất đông đủ ở đến tận giây phút này. Một lần nữa, thay mặt cho tất cả những thành viên Sống Có Hồn, mong tất cả mọi người dù sau này bận rộn như thế nào, vẫn tin vào nghệ sĩ bé ở trong mình, vẫn tin là ai cũng sẽ có một tiềm năng khai phá, cũng giống như cách mà em đã chứng minh với tất cả mọi người. Mình có thể đi làm 8 tiếng, 10 tiếng, nếu mình đã thực sự đam mê vào điều đó, chặng hành trình đó hoàn toàn có thể kéo dài đến 8 năm cho đến tận ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trong Về Nghe Em Kể Yêu Một Người.